Dạ xin chào cô chú anh chị, hôm nay em sẽ báo lúa cho cô chú anh chị những cái hồ hiện tại em đang có cô chú anh chị ha. Ở bên nhà anh em thì cũng được hai ba cái hồ, mấy cái hồ này thì hầu như em cũng đã quay rồi, nhưng mà mấy cái video trước á em chưa có lên hết, chưa có lên đủ bộ. Nhưng bởi vì vậy hôm nay em lên đủ bộ rồi, em đang test nước đồ này kia nè. Đó, em sẽ báo giá cho cô chú anh chị nha. Thì trước mặt cô chú anh chị á là cái hồ này là kích thước 1m6 nè, rộng 68, cao 68, đáy 12 ly thành 10 ly. Hồ này thì kiến tận dụng nha cô chú anh chị, nhưng mà bã keo đen hết nha. Đường keo thì em bảo hành cho cô chú anh chị chơi 1 năm nha. Hồ hôm nay thì chân hồ lọc đầy đủ. Hồ này thì đã có cây tích phân với lại có bơm rồi cô chú anh chị. Cái bơm này của em nó là đã hết 850 rồi. Em mới lấy về hôm qua luôn. Bơm mới chầm chầm nha. Đặng em để dưới đây em quay em test nước cho cô chú anh chị xem. Cũng đã đi ống xong rồi ha. Đi ống Bình Minh nha. Ống lên của em nó là ống 34. Dấu bơm nha. Đó, ống xuống là ống 42. Có lỗ chống tràn luôn cô chú anh chị nha. Đó, có khay tích phân đồ đầy đủ hết. Đấy. Rồi hồ này để cho cô chú anh chị á. Chứ cái giá là 5.690.000 của chú anh chị nha, 5.690.000 ha. Tại vì có khai tích phân đồ đầy đủ hết trơn rồi, bơm móng em cũng đã đi hết trơn rồi. Đó, để cái lúa mềm mềm thôi. Cái hồ này nếu mà làm kiến mới luôn là dám bảo đảm với cô chú anh chị không có giá đó đâu cô chú anh chị nha. Tầm từ khoảng 6-7 triệu trở lên, 7-8 triệu trời trở lên, ít nhất cũng phải 7-8 triệu nha, chứ không có giá 6-7 triệu đâu. Tại vì kiến này kiến tận dụng cho nên là mới có giá là 5.690.000 thôi. Đó, thì cái hồ này hiện tại chưa có tranh nha. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn in tranh dán lên nữa thì em sẽ tính tiền tranh thôi, chứ em có không có tính tiền công cán gì đâu. Thì cái tranh của cái hồ này á, cái lưng với cái đáy thì nó tầm 600.000 đấy cô chú anh chị nha. Đó, tranh 3D ha, cô chú anh chị chơi thì em sẽ gửi tranh qua cô chú anh chị lựa, rồi mình in rồi mình dán lên thôi. Tranh bên em thì lúc nào cũng đẹp cô chú anh chị, bao nét luôn. Đó, bơm 8.000 lít giờ của chú anh chị nha. Bơm nước trong queo luôn. Hồ này thì cái đáy nó chày à, chày nhiều. Với lại là cái mặt trước thì nó hơi xước xác. Đó, thì trước mặt của chú anh chị thì cái kiến này sao cô chú anh chị thấy rồi, cô chú anh chị biết rồi ha. Đó, hồ tình trạng sao thì mình nói vậy nha. À, còn cô chú anh chị muốn thực tế qua trực tiếp xem á, cho nó kỹ á, thì cứ qua ha. Hồ này thì hiện tại đang ở tỉnh lộ 10 nha, hẻm 621 của chú anh chị nha, hẻm chùa Vạn Phước á. Cô chú anh chị cứ search lên tỉnh lộ 10 hẻm 621 chùa Vạn Phước là nó sẽ lên của chú anh chị nha. Em ở cặp sát bên luôn. Rồi 5.690.000 nha. Rồi, cái hồ này thì cô chú anh chị nào chơi thì em để cho 650.000 nè. Hồ này thì kích thước của em nó là nó hơi dài hơn 1m nha. Cái hồ này thì nó đâu 1m08, 1m09 gì lận. Đó. Thì nói chung là nó tầm 1m1 đi. Rộng của nó là 40, cao là 60 của chú anh chị nha. Hồ này thì kiến full 8 ly. Hồ cũng đã lâu rồi. Cái keo của nó, keo cũ em cũng đã cạo ra, em đi lại keo mới rồi của chú anh chị. Đó, hồ này em đã dán keo lại rồi của chú anh chị ha, đã đi keo mới ha. Đang test nước vô full nước luôn nè của chú anh chị. Đó, vô phun nước nha. Lọc thì cũng không phải lọc của nó, nhưng mà có sẵn đây em để anh em thanh lý cho cô chú anh chị luôn. Hồ này thanh lý luôn nha. Chanh thì chanh mới nha cô chú anh chị, chanh là em mới dán hôm qua luôn. Cái bộ chanh của nó không cũng gần 300.000 à. Đó, để cho cô chú anh chị á, cái giá chỉ 650.000 thôi. Nguyên cái bộ hồ này, cái chân này là em tặng theo thôi nha. Chứ nói thật cái chân này là mình không có tính theo cái giá bán đâu cô chú anh chị nha. Tại cái chân này nó xét nó cũ lắm rồi, em để lên đây theo cái bộ của nó đó. Rồi bây giờ em thanh lý cho cô chú anh chị luôn, là tặng theo cái chân này. Cô chú anh chị nào chơi được thì để, còn không được thì thôi bỏ nha, còn không lấy thì thôi ha, để lại cho em đổi con bóng thôi. Đó, hồ với lọc là 650 nha cô chú anh chị. Chanh thì mới toanh nè à. Kiến thì nói chung ra nó cũng chạy xước rồi, nhưng mà nó vẫn trong nha cô chú anh chị, 650. Thì tiếp tục cái hồ bên này. Hồ bên này thì kích thước của em nó là 1m33 6868. Kiến full 10 ly. Hồ này thì mới 100%. Đó,
ống là ống đỏ xanh chin của chú anh chị nha. À, hồ này là, hiện tại là chưa có bơm, thì tranh ảnh được thì có rồi, nó chưa có bơm thôi. Cái bơm cho cái hồ này thì nó tầm 400.000 á, xài bơm 4.000 lít giờ là ok cô chú anh chị. Hồ này để cho cô chú anh chị là 5.690.000 nha. Hồ này em cũng đã có quay tới quay lui rồi, nó vẫn giữ cái giá 5.690.000. Mình để bên kia nó bụi bặm quá, mình đem về bên này đang mình vệ sinh. Tiền vận chuyển hôm bữa chở về mình không là cũng 300-400.000 á cô chú anh chị. Nhưng mà để bên kia nó bụi quá, à, thôi mình đem về bên đây mình vệ sinh cho cô chú anh chị xem nó đẹp mắt hơn nha. À, hiện tại thì em này chưa có bơm. Nếu mà cô chú anh chị lấy cái bơm nữa thì nó tầm 400.000 nữa. Đó, thì cái hồ này nó ra cũng 6.090.000 rồi cô chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị biết là cái ống xanh kim lúc nào nó cũng mắc hơn. Đó, cái ống xanh kim lúc nào nó cũng mắc hơn. Một bộ ống này của nó tầm 500-600.000 chứ không ít, không bao giờ mà nó dưới 500.000 cô chú anh chị. Bộ ống xanh kim đó nha. Cô chú anh chị nào khi mà đã cầm tiền đi mua bộ ống này rồi thì cô chú anh chị sẽ biết là nó mắc cỡ nào nha. 5.690.000 chưa có bơm nha. Rồi, cô chú anh chị chơi thì cứ chụp màn hình lại gửi qua cho em cô chú anh chị nha. Thì em sẽ quay tiếp những cái hồ ở bên xưởng nữa. À, có mấy cái hồ nhỏ nhỏ tầm 1 mét đồ đổ lại nữa. Mét 2 nữa, có 900.000 à, em sẽ quay luôn cho cô chú anh chị xem nha. Thì ở bên xưởng bên đây thì cũng lên được số hồ cho cô chú anh chị tham khảo nha. Thì hồ hiện tại thì chưa có chân. Đó, lọc thì cũng chưa có luôn. Ủa, một đống lọc chỗ này là đi hết trơn luôn hả anh Út? Hay dữ vậy. À, một đống lọc mình có quay cho cô chú anh chị xem để ở chỗ này nè. Là cái đợt rồi á, mình có giao một số nữa. Rồi ở bên đây anh em ghé xưởng nhưng mà không có điện cho mình á. Anh em kỹ thuật người ta đưa đi một số nữa cô chú anh chị. Hiện tại giờ thì hết rồi. Nói chung để bụi bặm mà lau chùi ra thì sạch sẽ rồi cô chú anh chị, không có gì đâu. Có nhiều anh em tới á, người ta không có điện cho mình, người ta chỉ gặp anh em kỹ thuật bên xưởng thôi. Mình cũng bận công chuyện á, mình đâu có qua thường xuyên đâu. Rồi trước mặt cô chú anh chị có ba cái hồ này nè. Hôm nay mình sẽ quay tổng kết lại cho cô chú anh chị xem nha. Đó, hai cái hồ lớn kia thì cô chú anh chị cũng đã xem rồi ha. Thì hiện tại á, ở đây em có ba cái hồ. Ba hồ này là kiến full 8 ly hết nha. À, hồ thì mài di tính bả keo, nói chung là mới 95%. Hồ để đây bụi quá cho nên là ông quấn vậy. À, hồ trên á là dài 90 rộng 45 cao 45 nha. À, bả keo mài di tính, hồ kính full 8 ly 900.000 cái nha. 900k cái của chú anh chị đi keo đen ha, bả keo nha. Hồ dưới thì dài 92 rộng 40 cao 45. Kiến full 8 ly luôn. À, hồ này cũng để cho cô chú anh chị 900.000 luôn. Đó, cô chú anh chị cảm thấy hợp tình hợp lý, hợp lúa thì lấy chơi cô chú anh chị nha. Hồ này nói chung là mới 95%, cô chú anh chị cứ yên tâm mà chơi. Keo thì em bảo hành cho năm chơi, yên tâm nha. Hồ dưới này thì cũng 95 luôn, rộng 45, cao 45. Kiến full 8 ly 900.000 luôn cô chú anh chị nha, có giá hết à. Cô chú anh chị cứ tới đây xem đúng hồ đúng giá lấy nha. Mà cô chú anh chị có chốt hồ á, cô chú anh chị bấm dừng cái màn hình lại, mình chụp cái màn hình lại. Đó, còn những chú bác mà mình không có biết chụp á thì cứ nói đúng kích thước đi. Báo lại cho con là con sẽ nhớ cái hồ đó rồi con biết còn hay không cô chú bác nha. Tại vì cũng nhiều hồ á, có nhiều cô chú anh chị xem mấy cái video hay xa xa đó. Mấy cái hồ đó cũng đã bán hết trơn rồi, hỏi lại thì con nhớ nó lộn xộn cho nên là con không có hiểu á. Có nhiều cái của chú anh chị thông cảm. Đó, hồ này cũng còn nè. Cái hồ này không biết nó làm sao á của chú anh chị. Hồ này đáy 10 thành 8 luôn mà đẹp miễn mãn luôn chứ đâu có gì đâu, để nó bụi thôi nè. Đó, hồ này để cho cô chú anh chị có 800.000 à. Hồ này đáy 10 thành 8 nha. Nó cũng dài 90 nè, mà nó rộng tới 60, nó cao 50. Em để giá có 800.000 à. Đó. Còn ba cái hồ này thì mỗi cái 900.000 nha.
có giá hết rồi. Thì ở đây có cái hồ mét 2 60-60, hồ này cũng lên hôm bữa rồi. Đó, nhiều anh em cũng địa rồi nhưng mà không biết sao. À, hồ này thì nó đáy 12 ly thành 8 ly nha. Đó, đáy 12 ly thành 8. Hồ này cũng để cho cô chú anh chị giá 900 ngàn luôn. Phải nói là để ngáo giá luôn. Cô chú anh chị thấy dòm mấy cái hồ của chú anh chị biết nè. Hồ ở đây 1m2 60-60, đáy 12 thành 8 ly mà em bán giá có 900 ngàn thôi. Đó, còn hồ bên đây á, ba cái hồ này hầu như kích thước chung thì chỉ dài 90-45-45 thôi mà cũng giá 900 ngàn rồi. Đó, có mỗi tọa là cái hồ này thì mình tận dụng kiến cho nên là cái giá nó mềm của chú anh chị nha. Nhưng mà keo của chú anh chị cứ chơi yên tâm, bảo hành năm mà. Hồ em mới ráp em dám bảo hành cho cô chú anh chị năm, cô chú anh chị cứ yên tâm. Hồ có 900 ngàn thôi mà cái kiến này với kích thước này cô chú anh chị tìm ở đâu ra. Cái hồ mà người ta chơi chán rồi á, người ta bán lại cũng không có cái giá này đâu cô chú anh chị, nói thiệt luôn. Cô chú anh chị cứ lên mấy cái hội nhóm của chú anh chị xem, chơi chán rồi bán lại cũng chưa có giá này luôn. Hồ mới ráp mà bán có 900 ngàn thôi. Ở xưởng bên đây thì cũng hơi trống trống nhiều rồi, hơi dọn dẹp bớt trống nhiều rồi. Ở đây còn có lọc đầu tàu 1m nữa nè cô chú anh chị. Nó có thiết kế để cái khay tách phân đồ đầy đủ. Đó. Thì cô chú anh chị nào chơi em để cho cô chú anh chị cái lọc này là 350 ngàn nha. Đó, chưa tính khay tách phân nha. Khay tách phân thì nó tầm trăm mấy, 200 nữa cô chú anh chị. Bên em là khay tách phân inox 304 hết 100% nha, không có xăng pha nhớt gì hết á. Thì cái hồ này để cho cô chú anh chị chơi luôn nè. Hồ này nói chung ra là nó không có bị ảnh hưởng gì hết, nhưng mà mình để trưng bày. À, anh trai em bữa ảnh cũng có làm thêm 2-3 cái nữa, nhưng mà mình sẽ làm cho ảnh sau nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái hồ lọc bách này cho cô chú anh chị chơi luôn. Hồ này kích thước của em nó là dài 1m2 nha, rộng 50, cao có 40 à. Hồ này nếu mà chơi thủy sinh đồ này kia thì được, thôi trưng mấy góc lũa vô là đẹp lắm cô chú anh chị. À, cao 30 hả? Vậy nãy ghi cái chiều cao nó lộn rồi. Dài 1m2, rộng 50, cao 30 nha. Kính 10 ly. Kiến là đáy với thành là kiến full 10 ly. Chỉ có lọc á, thì mình đi kiến 5 ly cô chú anh chị nha. Hồ này là mới chăm chăm chưa vô nước nha cô chú anh chị. Đó. Nè. Hút mặt, hút đáy, thổi mặt, thổi toàn giải. Cô chú anh chị nào chơi để cho cô chú anh chị 1.400.000 nha. Hồ này kiến 10 ly mới hoàn toàn 100% nha. Đó, mài vi tính đâu hết nè. Hồ thủy sinh mình chơi thủy sinh lấy cái hồ này về chơi là đúng bài luôn, đúng đẹp luôn. Nó vừa với cái chân này luôn nè cô chú anh chị. Đó, cái chân này, cái chân trắng này nè, chân trắng này là chân cũ nha. Đó, cô chú anh chị nào chơi thì tới đây anh em thương lượng đi. Đưa nguyên cái chân với cái hồ về chơi luôn. Chân này thì chắc tầm 300-400 gì nữa thôi cô chú anh chị. Đó. Hồ với chân này thì tầm 7-8 triệu là ok rồi. À, có bộ hồ này về chơi bán cạn nè. Chân lũa, chân đá gì đó, muốn chân gì chân. Còn hồ bên đây thì đã bán rồi. À, cái chân hôm bữa. À, cái chân hôm bữa là cái chân cũ nè. Nói chung ra là chân á, chỉ xước xác thôi cô chú anh chị, chứ nó không có gọi cái gì là cũ hết trơn á. Mình tút lên miếng nước sơn nữa, bảo đảm với cô chú anh chị á, em không nói cái chân cũ, cô chú anh chị làm gì biết cái chân này là chân cũ. Chân này em đã quay tới quay lui nhiều lần đó mà. Bữa nay em đi qua đây thì anh em kỹ thuật sơn lại, mình nhìn mình còn không nhận ra nữa, mình tưởng đâu là mới lấy chân mới về không. Hồ này cũng đã bán rồi cô chú anh chị ha. Hồ chân lọc nguyên combo đã bán rồi thôi ha. Ở đây còn cái nữa. À, hồ này thì kích thước của em nó là dài 1m. Đó. Dài 1m của chú anh chị ha. Nó cao á là nó cao 57 nha. Nó rộng là nó rộng 47 hả? 45 hả? Mới đo nãy mới ghi lên đây anh kỹ thuật anh vệ sinh anh chùi mất tiêu luôn rồi. À, cái hồ này giờ tổng kết lại là dài 1m nha, rộng 45, cao 57. Hồ này kiến mới hết của chú anh chị nha. Hồ bỏ keo hết nha. Kiền là kiền đi kiền 10 ly.
Đó, mới kiền xong. Rồi, hồ này để cho cô chú anh chị. Hồ này kiến full 8 ly chứ. Đáy 10 thành thành 8 nha, mình nó lộn, sorry cô chú anh chị nha. Đáy 10 thành 8 chứ không phải là full 10 cô chú anh chị nha, đáy 10 thành 8, kiền 10 nha. Hồ này để cho cô chú anh chị 1 triệu 2 đi. Đó, kiến mới chầm chầm nha. Để cho cô chú anh chịu 2 đi. Cô chú anh chị nào chém gió chém giá gì không? Chém gió chém giá được bớt nhiêu nữa thì em bớt nha. Nói chung bớt vài chục ngàn cho anh cô chú anh chị tiền xăng qua chở thôi. Không bớt nhiều đâu. Hồ này kiến mới mà. Rồi thì bên xưởng bên đây còn bao nhiêu cái hồ đó cô chú anh chị nha. Tranh thủ mình lấy về Tết chơi cô chú anh chị. Cũng gần gần Tết lắm rồi, hai mấy ngày nữa thôi là Tết rồi cô chú anh chị. Giờ in tranh độ này kia nó cũng ra một hai ngày nữa rồi. Nó giao tới tay cô chú anh chị thì nó cũng tầm 3-4 ngày cô chú anh chị mới cho chạy nước, ổn định nước rồi mới thả cá đâu được. Đó, bởi vì giờ mình tranh thủ mình lấy được rồi ha. Đó, hồ này 1 triệu 2 nè. 1 mét cao 57, rộng 45. Đẹp mê ly luôn. Rồi gần gần Tết rồi cũng dọn dẹp bớt rồi cô chú anh chị nè. Dọn dẹp bớt rồi nha. Trống lỏng hết rồi. Đó, thì để coi mình coi coi ở xưởng hiện tại thì còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái còn hai cái nhỏ trên này nữa cô chú anh chị ơi, xíu nữa quên nữa rồi. Còn cái trên này là cái 644 nè. 644 280 ngàn cô chú anh chị nha, đã kiền xong hết trơn rồi nè. Hồ thì chất lừ luôn cô chú anh chị đừng có lo, đã bỏ tiền ra mua hồ rồi là em sẽ phục vụ cô chú anh chị đúng với cái giá tiền cô chú anh chị bỏ ra, không có lùa gà lùa vịt gì hết. Nói trên đây sao là đi lại dòm cái hồ y gan vậy, không có nói là ở trên đó mà đưa cái hình khác xuống đây đưa cái hồ khác là không có nha. Nếu mà cái hồ đã bán xong xuống đây mà có cái hồ khác là em vẫn nói là cái hồ kia đã bay rồi, thì giờ còn cái hồ này của chú anh chị có lấy chơi hay không nha, chứ không có lùa gà là đúng cái hồ đó. Rồi, cái hồ kế bên là hồ 544 nè của chú anh chị. Hồ này để cho cô chú anh chị là 240 ngàn nha. Dài 50, rộng 40, cao 50. Mấy hồ này chơi cá lóc siêu đẹp. Bên em hồ nhỏ hồ lớn gì kiền cũng là kiền từ 8 ly tới 10 ly nha, không có bao giờ mà làm kiền 5 ly đâu. Ở đây trên đây có hai cái hồ của khách nè, hồ bán cạn nè. Hồ này khách về setup chơi kiểu nào thì mình cũng không biết, nhưng mà khách muốn làm kiểu này đó, mình làm kiểu này cho khách nè, giống như hình tam giác vậy cô chú anh chị đó. Rồi thì cái video hôm nay em tổng kết lại mấy cái hồ nhỏ nhỏ bên đây còn nhiêu đó của chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào chơi thì cứ chụp màn hình lại nha. Cứ gửi qua cho em, kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại 0865405497 của chú anh chị nha. Mình làm việc qua cái Zalo á nó dễ hơn. Còn ở bên YouTube á thì ở trên kênh á thì chắc có lẽ là mình không có trả lời thường xuyên được cho cô chú anh chị nhiều. Đó, chú anh chị cứ chụp hình lại gửi qua kết bạn Zalo, gửi qua cho em ha, rồi mình gần thì chạy qua xưởng xem. Rồi một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì cho em xin cái like, cái đăng ký nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Đây có mấy em cá lóc đây mà nó trốn nó mất tiêu rồi cô chú anh chị ơi. Có mấy em cá lóc chứ mấy em bảy màu mà đồ ăn thức ăn gì mình thấy keo keo để nè. Mấy anh kỹ thuật toàn là nuôi mồi không chứ có nuôi cá đâu. Rồi bye bye, hẹn gặp cô chú anh chị những cái video sau nha.